Chào tất cả các bạn, mình là Super Sale Anh Tuấn. Các bạn có phát hiện ra đây là con đường nào ở thành phố Vinh không? Mình không thể tin được luôn. Không thể tin được đây chính là đường Nguyễn Văn Cừ. Tự nhiên đi qua đây cảm giác giống như là có một vụ chiến tranh nào hay là động đất nào vừa xảy ra ấy. Đường Nguyễn Văn Cừ bây giờ người ta trồng mới lại cây, cạy hết vỉa hè lên để làm lại. Thật sự là không thể tin được đây là cái con đường mà trước đây mình thấy rất đẹp mà giờ nó tan hoang như này. Nhưng mà không sao, theo quy hoạch ấy thì đường Nguyễn Văn Cừ nó sẽ trở thành phố đi bộ. Bởi vậy cho nên người ta cải tạo lại thì cũng đúng thôi. Nhưng mà cái mà mình không thích nhất ấy là cái việc mà người ta thay cây mới. Một cái cây như vậy nhá, trồng hàng chục năm mà bây giờ trồng lại cây mới thì không biết khi nào nó mới có màu xanh đây. Không hiểu tại sao người ta lại cứ thích trồng cây lên rồi trồng xong rồi lại đào lên. Cái đó nó nằm ở thứ nhất là về tầm nhìn quá ngắn. Cứ thích làm đi làm lại làm gì không biết. Thật sự là đi qua đây cảm giác hết sức bất ngờ. Cả một thành phố bị bê tông hóa hết. Được vài cái cây xanh thì cứ đào lên đào xuống, chả hiểu. Cậy hết vỉa hè rồi. Tình hình mấy cửa hàng này tháng này là chắc là cũng đói meo đấy mốc. Không có vỉa hè thì người ta mua sắm kiểu gì? Đi vào đó mua đồ các kiểu cũng khó chịu chứ. Ok, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên like, comment và chia sẻ nhé.